Mà anh hơi thắc mắc một tí là anh chưa bao giờ tới Buôn Ma Thuột, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với hip hop ở Buôn Ma Thuột. Thì lúc mà em còn ở Buôn Ma Thuột, em có kiểu như là cảm thấy hip hop ở Buôn Ma Thuột nó như thế nào? Và thời đó thì em tiếp xúc cũng hơi trễ, nhưng mà có điển hình là nhóm Go A Day. Go A Day lúc đó là có thể nói là lớn nhất ở Buôn Ma Thuột em rồi. Là có anh Brian, có DK, là hai người mà mạnh nhất, có bài Tối và một số bài ở trên kênh cũng khá là nổi sau này. Thì mọi người mạnh, nhưng mà em cảm giác cái văn hóa thì nó không mạnh lắm. Tại vì họ, cái này nó hơi tiêu cực, nhưng mà nó hơi bị ganh đua một xíu. Họ không hỗ trợ cho nhau, họ sẽ kiểu hơi kiểu ganh đua một xíu. Cho nên em hơi buồn thôi. Thôi mà Buôn Ma Thuột lên Sài Gòn để hoạt động nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì ở dưới kiểu cũng hơi hoang vắng đúng không? Đúng rồi. Và cả show diễn cũng show vậy nha. Vừa ít người nhưng mà họ đúng nghĩa chỉ tới để xem những người thật sự có tiếng, có tên. Thậm chí họ không nghe nhiều, nhưng mà họ chỉ tới để check in rồi về. Ngày xưa là trước khi cái tên Điều Huy á, em là Sydney. Em có đi diễn ở cái show đó, nói chung cũng không phải quá lớn, nhưng mà cũng là có zombie, lục lăng các thứ, vi show luôn. Nhưng mà khi em lên á, mọi người kiểu tản đi hết. Các nhóm ở Buôn Thuộc thời đó, kể cả Old School, New Way, tới lượt mọi người diễn là khán giả đi hết. Xong rồi chờ tới giờ có mọi người lớn lên thì mọi người mới ào vô coi lại. Thì cái đó là một cái khá là buồn. Nó cũng là một phần văn hóa nữa. Văn hóa hip hop nó hơi khác. Anh hiểu. Thông thường ở Sài Gòn cũng vậy mà. Nếu như mà em lạ hết thì ở dưới sân khấu người ta cũng kiểu có một số người sẽ muốn em thôi, một số người cũng sẽ bỏ đi, sẽ đỡ hơn. Nhưng mà như đợt Emma Show vừa rồi á, thì có một anh đã ẩn khá lâu rồi, anh không làm nhạc tầm một năm, gần hai năm thì phải. Nhưng mà khi anh lên nhạc mọi người vẫn kiểu hô la quá trời. Cái đó là cái tinh thần hip hop em thấy khá là thích. Và ở khu 13 cũng vậy, em thấy vui ấy, là mọi người sẽ, ý là nếu mà anh về có dịp về Buôn Thuộc mà anh đi một cái show, anh sẽ thấy nó cực kỳ im luôn. Giống như anh phải dẫn thêm bạn vô, chứ nó không là cái show đó có mình anh hát luôn. Kiểu vậy. Khá chị. Nên là em muốn kiểu mọi người ở đó có một cái văn hóa nó đều hơn, nó cộng đồng hơn. Mọi người đang hơi cá nhân một xíu. Anh nghĩ sau này Buôn Ma Thuột cũng sẽ có thôi. Kỳ bây giờ có em với Yongbo rồi thì tụi nó cũng sẽ tiếp thu được cái đó rồi đó. Cái nguồn năng lượng đó rồi đó. Nó sẽ lan tỏa ra khắp Buôn Ma Thuột.